Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay cô Loan sẽ nói về những cái ưu điểm mà các bạn đi Hàn Quốc theo chương trình xuất khẩu của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Visa E9 có những ưu điểm sau. Một là chương trình này là được Bộ Lao động Thương binh Xã hội trực tiếp chủ quản thực hiện chương trình nên là không có trung gian. Các bạn học tiếng ở bên ngoài và sau đó là các bạn sẽ thi và các bạn nộp hồ sơ ở Sở Lao động là cơ quan công quyền đó. Nên các bạn không bị mất phí trung gian. Thứ hai là cái chi phí rất là thấp, các bạn thấy không? Cái chi phí tổng chương trình các bạn đi, các bạn chỉ mất khoảng 30 triệu. Đấy là chi phí cho cái việc đi. Còn cái các bạn phải đặt cọc 100 triệu chống trốn. Nên nếu mà sau 4 năm 10 tháng các bạn về thì các bạn lại lấy lại được. Nó sẽ ra là 135 đến 140 triệu. Các bạn thấy thấy ưu điểm chưa? Và một ưu điểm tiếp theo đó là ưu điểm thứ ba là thời gian các bạn sinh sống ở Hàn Quốc rất là dài. Đó, thời gian các bạn có thể sống ở Hàn Quốc là 4 năm 10 tháng và bên Hàn Quốc đang dự thảo luật là sẽ ra dự kiến là nếu mà luật được phê chuẩn thì các bạn sẽ được ở Hàn Quốc liên tục là 10 năm. Thời gian dài không các bạn? Cái visa E9 rất là quyền lực khi các bạn sang bên Hàn Quốc. Thế các bạn được sống hợp pháp đúng không? Được Bộ Lao động Hàn Quốc phân bổ nơi làm việc cho các bạn, được làm việc các công ty Hàn Quốc và có các bộ luật bảo vệ quyền lợi của các bạn. Và mức lương của các bạn thì là lương cơ bản, là lương tối thiểu cơ bản. Nếu mà các bạn làm thêm giờ các bạn sẽ được lương là 1,5 gấp. Và nếu làm các bạn làm tăng ca vào ban đêm từ 22 giờ cho đến 6 giờ sáng hôm sau thì lương của các bạn sẽ là được 1,2. Và mỗi năm thì các bạn sẽ được một tháng gọi là trợ cấp nghỉ việc, thuê chích cơm tương ứng với một tháng lương cơ bản. Và mỗi năm các bạn lại có 15 ngày phép có lương. Nếu chúng ta không sử dụng thì các bạn lại được cái tiền tương ứng là nửa tháng lương. Tuyệt vời không các bạn? Và bây giờ Hàn Quốc thì áp dụng cái chế độ là chuyển theo vùng miền. Thế nên là các bạn sẽ được chuyển nơi làm việc. 3 năm đầu các bạn chuyển được 3 lần và 1 năm 10 tháng sau các bạn lại chuyển được thêm 2 lần nữa và các bạn chuyển theo cái vùng miền mà các bạn đang gì đang làm việc. Luật này mới áp dụng cho lao động nhập cảnh tháng 9 vừa qua thôi, mới áp dụng nhé các bạn nhé. Và thứ tiếp theo là các bạn có những cái chế độ bảo hiểm, đặc biệt là có cái bảo hiểm rất là tuyệt vời với các bạn là Quốc Minh Doan Cơm, tức là nó ngang với bảo hiểm xã hội của Việt Nam ấy. Thì mỗi tháng là ông chủ đóng 4,5% và các bạn người lao động cũng đóng 4,5%. Thế nhưng khi các bạn về nước thì các bạn sẽ được lấy tất là 9%, tức là người lao động được lấy hết. Các bạn có thấy tuyệt vời không? Rất tuyệt vời đúng không? Nhưng để tham gia được cái chương trình này thì bắt buộc các bạn phải thi đỗ kỳ thi tiếng Hàn Quốc. Thế để thi đỗ được kỳ thi tiếng Hàn Quốc thì các bạn phải chọn những cái trung tâm uy tín trên cả nước, các bạn cứ tìm hiểu có trung tâm uy tín, có Thâm Liên đào tạo cái lĩnh vực này thì các bạn lựa chọn và các bạn đăng ký học. Tại vì sao? Tại vì nếu các bạn không đỗ được kỳ thi tiếng Hàn thì các bạn sẽ không được tham gia chương trình, dự tuyển vào chương trình này. Được chưa? Thế các bạn có thấy tuyệt vời không? Một chương trình phi lợi nhuận được chính phủ hai nước chủ quản thực hiện. Phía Việt Nam là Trung tâm Lao động Ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Phía Hàn Quốc là Tổ chức Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc trực thuộc Bộ Lao động Hàn Quốc trực tiếp là thực hiện cái chương trình này, không qua bất cứ trung gian môi giới. Các bạn chỉ việc chăm chỉ học tiếng Hàn thôi, chuẩn bị học tiếng Hàn thôi. Nó có những cái ưu điểm vượt trội như vậy. Và đây là một trong những cái chương trình xuất khẩu lao động hay nhất. Có những học sinh của cô Loan đang học tiếng Hàn xong lại đi nước khác, nhưng cuối cùng đi nước khác không tốt thì lại phải quay trở lại trung tâm cô Loan học xong lại để đi theo chương trình của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Và cái ưu điểm nữa là các bạn nữ mà khi bên sang bên Hàn Quốc kết hôn với người Việt ở bên Hàn Quốc thì các bạn có bầu, có thai thì các em sẽ được nghỉ 3 tháng trước sinh và 3 tháng sau sinh. Thế nhiều bạn học viên của cô Loan ấy sang bên đấy kết hôn ở bên đấy, thế mang thai được khoảng 7 tháng thì bạn về Việt Nam sinh con. Thế xong khi con mà được 3 tháng thì bạn lại sang bên Hàn Quốc và lại được xin việc ở bên Hàn Quốc.
theo cái chương trình visa E9 này. Và một cái ưu điểm tiếp theo nữa đó là các bạn mà đi sang Hàn Quốc lần 2, rất là nhiều học sinh cũ của cô Loan ấy đi sang Hàn Quốc hết lần 1 4 5 10 tháng, thế về thi lại tiếng Hàn xong sang bên Hàn Quốc lần 2, các bạn ấy được khoảng hơn 3 năm hoặc gần 4 năm thì các bạn lại thi được hội nhập xã hội, bạn ấy đáp ứng được những cái yêu cầu để chuyển sang visa E7. Thì là các bạn ấy chuyển được visa E7 và các bạn ấy đón được vợ các bạn sang. Có những bạn học viên của cô Loan chuyển được visa E7 và đã đón được vợ, và bây giờ hai vợ chồng là đang sinh sống và làm việc ở bên Hàn Quốc. Đây là hôm nay là cô Loan đã nói về cái chương trình ưu điểm IPS. Còn cái nhược điểm của chương trình này thì nó cũng có những cái nhược điểm, tức là các bạn phải học tiếng và các bạn phải thi đỗ, và khi thi đỗ thì các bạn phải kiên trì chờ đợi các ông chủ, ông ấy lựa chọn mình. Đấy, sau đó chúng ta làm các thủ tục thì chúng ta mới sang được bên Hàn, chứ không phải đi ngay. Nhiều bạn cũng hỏi cô Loan ơi, bao lâu thì đi được hay mấy tháng thì đi được, thì cái thời gian các bạn phải học tiếng là đã mất 4 tháng, sau đó chúng ta thi và chúng ta chờ đợi làm hồ sơ, đúng không, và chủ chọn. Thế này chúng ta phải thật kiên trì, các bạn kiên trì thì sẽ ắt thành công. Các bạn hãy chăm chỉ học tiếng nhé. Tạm biệt các bạn.